Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng, và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ của Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 17 Tây tháng 11 năm 2021. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước, rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là ông Blinken đã cảnh cáo về nền dân chủ ở Phi Châu, trong khi ông bắt đầu chuyến công du tại Phi Châu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken trong ngày thứ Tư đã thúc giục các quốc gia Phi Châu là phải cẩn thận việc đa gia tăng mối đe dọa với nền dân chủ, giữa lúc mà ông đã bắt đầu chuyến viếng thăm ba quốc gia tại đây, nơi ông sẽ có một cái dự một cái lễ chấm dứt cái cuộc chiến ở tại Ethiopia. Ông Blinken, người sẽ viếng thăm Nigeria và Senegal, đồng thời lên tiếng cho biết rằng là việc mà Hoa Kỳ cam kết với các quốc gia ở Phi Châu tập trung vào nền dân chủ, khí hậu toàn cầu, chống đại dịch, giữa lúc mà Trung Quốc đang tìm cách gây ảnh hưởng tại khu vực này. Giới chức ngoại giao Hoa Kỳ phát biểu một giờ trước khi mà ông bay tới gặp gỡ với lại tổng thống của Kenya là Uhuru Kenyatta, trong cuộc gặp gỡ được xem là trước đó đã được lên lịch 10 phút. Và phía ông Kenyatta đã bất ngờ có một cái chuyến đến khu vực Addis Ababa vào ngày Chủ nhật để hy vọng rằng thúc đẩy nỗ lực hòa bình tại đây, giữa lúc mà các cái giới chức ngoại giao của quốc tế đang tìm cách chấm dứt cái cuộc tranh chấp ở tại khu vực này. Ông Blinken đồng thời cũng sẽ nói về vấn đề những gặp gỡ với những lãnh đạo xã hội và yêu cầu có cái sáng kiến để chấm dứt những cái hành động mà có thể đe dọa tới nền dân chủ và đe dọa tới quyền tự do báo chí tại Phi Châu. Chúng ta đã thấy được nhiều thách thức và trong nhiều khu vực ở trên thế giới, tình trạng mà nhiễu thông tin, tình trạng chính trị bạo động và tình trạng mà có những cái cướp đi những lá phiếu đã xảy ra. Đây được xem là một trong những cái chính sách mới nhất của Hoa Kỳ nhằm tiếp cận lại Phi Châu. Trong khi đó thì ông Joe Biden trước đây đã cam kết rằng sẽ chú ý nhiều hơn khu vực của Phi Châu, vốn đã có cái vốn đã bị bỏ rơi trong mấy năm qua sau khi mà Tổng thống Trump lên và tập trung khu vực vào Á Châu. Đây được xem là chuyến công du đầu tiên của ông Antony Blinken tới khu vực của Phi Châu. Trong khi đó thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng thúc giục các công dân của Hoa Kỳ phải ngay lập tức rời khỏi Ethiopia. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong ngày thứ ba đã lên tiếng thúc giục các công dân của Hoa Kỳ tại Ethiopia là phải rời khỏi quốc gia này ngay lập tức, và Hoa Kỳ sẽ không có cái dự tính là sẽ di tản bằng quân sự hoặc là các chuyến máy bay thương mại, giữa lúc mà Washington vẫn đang gia tăng áp lực để chấm dứt cơn nội chiến tại Ethiopia. Hoa Kỳ trong tháng này thì đã lên tiếng khuyến cáo công dân của Hoa Kỳ tại Ethiopia là phải rời khỏi quốc gia này càng sớm càng tốt, và đề nghị sẽ có một số những cái chương trình nào mà cho nhờ vay nếu những ai không có đủ khả năng mua vé để rời khỏi Ethiopia. Hiện nay không có một cái dự tính nào bay do quân đội Hoa Kỳ thực hiện tại Ethiopia, và chúng tôi chỉ cố gắng đưa ra những nỗ lực, và những nỗ lực này chúng tôi đã từng làm lại ở tại Afghanistan. Tuy nhiên có cái tình trạng khác nhau bởi nhiều lý do khác nhau. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết như trên, có khoảng 1.000 người, hầu hết là người thiểu số Tigrayan, đã bị bắt giữ ở trên toàn Ethiopia trong tuần qua, và theo tường trình của Liên Hiệp Quốc, và Ethiopia đã ban hành lệnh khẩn cấp quốc gia vào ngày 2 Tây tháng 11, một năm sau khi mà có cái cuộc nội chiến bùng nổ giữa chính quyền liên bang đang tìm cách ngăn chặn sự trỗi dậy của một cái tổ chức gọi là Tigray People Liberation Front, tức là mặt trận giải phóng người dân ở Tigray, và đây được xem là một trong những khu vực kiểm soát phía bắc của Tigray. Và tuyên bố này có giá trị 6 tháng và cho phép các nghi can bị bắt giữ không bị xét xử sẽ bị giam giữ lâu hơn, giữa lúc mà tình trạng gọi là đang có lệnh khẩn cấp quốc gia tại Ethiopia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Phi Châu ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, cựu thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ là ông Trevor Reed đã lên tiếng cho biết ông sẽ đã chấm dứt cái cuộc tuyệt thực ở trong nhà tù của nước Nga. Cựu thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ đã bị kết án 9 năm tù tại Nga cho biết ông đã chấm dứt cuộc tuyệt thực sau gần một tuần lễ và bị tổn thương nặng nề về tình trạng sức khỏe, theo thông điệp được đưa ra bởi gia đình của ông.
Ông Trevor Reed, một sinh viên đại học ở Texas, đã bị kết án vào năm ngoái về tội đã có hành động tấn công với lại hai cảnh sát của Nga trong lúc bị say xỉn vào lúc mà ông viếng thăm nước Nga năm 2019. Ông đã bác bỏ các truy tố và Hoa Kỳ kêu gọi cái vụ án xét xử ông là một mối đe dọa tới quyền tự do dân sự. Và gia đình của ông trong tuần trước cho biết ông đã bắt đầu cuộc tuyệt thực để phản đối tình trạng đối xử với ông tệ bạc trong nhà tù và vi phạm tất cả những quyền của ông. Và nhà tù đã bác bỏ tất cả những cái cáo buộc này, đồng thời ông đã lên tiếng và bác bỏ không muốn sử dụng đồ ăn vì quyền lợi của ông đã bị vi phạm. Và cuộc tuyệt thực đã diễn ra vào ngày 15 tây tháng 11, trong một cái lời phát biểu được đưa ra bởi gia đình của ông vào ngày thứ ba, thì ông Rick cho biết ông đã chấm dứt cuộc tuyệt thực vào sáng ngày 9 tây tháng 11, sau khi mà đã tuyên bố tuyệt thực từ ngày 3 tây tháng 11. Và họ gần như là đã bắt đầu bừng tỉnh trước cái cơn tuyệt thực của tôi. Họ đã hỏi tôi và bằng video trong một ngày là tôi cần và thực phẩm hay không, và tôi đã từ chối và họ đã không cho tôi những cái cuộc kiểm tra về sức khỏe. Phía nhà tù đã không lên tiếng cho biết về cái lời phát biểu của ông. Ông biết cho biết ông đã bị tình trạng sức khỏe bao gồm cả yếu ho, bị nhức đầu và kể cả cảm thấy lá phổi của ông không có được thở đều, và do đó ông cần phải có sự hiện diện và gặp gỡ của bác sĩ. Tuy nhiên thì phía nhà tù đã bác bỏ điều này. Phát ngôn viên của gia đình ông cho biết là phần khiếu nại của ông đã được báo lên cho giới chức của Nga, và giờ đây thì viên giới chức của Nga đã gửi xuống người xuống và bắt đầu kiểm tra lại tất cả những cái hành động mà nhà tù đối xử với ông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế, và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, chỉ huy lực lượng không gian của Anh đã lên tiếng chỉ trích Nga sau khi mà Nga đã có những cái cuộc thử nghiệm bắn thử các cái hỏa tiễn phá các cái vệ tinh trên không gian vũ trụ. Người đứng đầu bộ chỉ huy của lực lượng không gian của Nga của Anh Quốc đã lên tiếng chỉ trích Nga sau khi quốc gia này thực hiện các cuộc thử vũ khí mà trong đó có dấu hiệu là chạy đua vũ khí trên không gian vũ trụ, và trong đó thì Nga đã thử nghiệm các loại vũ khí bắn vỡ các cái vệ tinh. Người đứng đầu của cái cơ quan được xem là không gian đặc trách về Bộ Chỉ huy Quân sự Không gian của Anh, có tên là Paul Godfrey, đã mô tả cái việc bắn thử các cái hỏa tiễn chống vệ tinh của Nga là một cái hành động kinh khủng. Và việc này cũng đã được phía Hoa Kỳ lên tiếng chỉ trích và nói rằng có tới 1.500 mảnh vỡ đã gây nguy hiểm cho trạm không gian quốc tế sau khi mà Nga cho bắn thử một cái vệ tinh cũ và từ các cái vũ khí mà do họ chế tạo. Trong khi đó thì Bộ trưởng Quốc phòng của Anh đã lên tiếng và nói rằng việc này là một việc khá nguy hiểm. Ông Ben Wallace, được xem là Bộ trưởng Quốc phòng của Anh, cùng với lại các lực lượng của NASA của Hoa Kỳ và kể cả lực lượng chỉ huy không gian của Hoa Kỳ là đã lên tiếng và chỉ trích hành động này của Nga. Phía giới chức của Hoa Kỳ ngày thứ hai đã lên tiếng và mô tả việc này là một hành động tấn công trực tiếp vào các tài sản của Hoa Kỳ trên không gian vũ trụ. Trong khi đó, Nga bác bỏ và cho rằng là gây nguy hiểm cho trạm không gian quốc tế và nói rằng Nga có cái quyền thử nghiệm tất cả những cái vũ khí ở bên ngoài không gian vũ trụ để đối phó với những mảnh thiên thạch có thể gây nguy hiểm cho trái đất. Ngược lại, phía của Hoa Kỳ và phía của Anh Quốc đang lo ngại Nga đang có cuộc chạy đua ở trên không gian vũ trụ về quân sự và có khả năng Nga sẽ dùng tất cả những vũ khí này bắn phá các cái vệ tinh thương mại của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trên không gian vũ trụ. Bộ trưởng Quốc phòng của Nga và tư lệnh của quân đội là Sergei Shoigu đã xác nhận việc mà họ đã bắn thử thành công cái loại vũ khí phá vệ tinh ở trên đây. Ông ta nói với các thông tín viên rằng: "Chúng tôi đã thành công trong việc thử nghiệm các cái hệ thống của chúng tôi và đã sử dụng để dùng một cái satellite cũ, tức là một cái vệ tinh cũ làm mục tiêu để bắn phá." Và ông Shoigu đã lên tiếng và nói rằng việc này không có gây nguy hiểm cho trạm không gian quốc tế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay, Úc đã chính thức tham gia vào cuộc chạy đua về nghiên cứu về điện toán lượng tử hay khoa học lượng tử sau khi mà Hoa Kỳ và Trung Quốc có cuộc chạy đua ở trong cái lĩnh vực này. Giữa lúc mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang chạy đua nghiên cứu để phát triển các cái ngành khoa học lượng tử và hệ thống lượng tử, Úc tuyên bố cho biết họ sẽ chi ra 111 triệu Mỹ kim để bắt đầu chạy đua vào việc nghiên cứu ngành khoa học lượng tử, một cái ngành mới và có thể sẽ thay đổi rất nhiều ngành kỹ thuật của thế giới, và trong đó sẽ áp dụng trong các ngành bao gồm cả quốc phòng, an ninh quốc gia và nhiều kỹ nghệ khác.
Nghiên cứu về khoa học lượng tử, tức là quantum computer, đã dẫn tới bao gồm trong đó sẽ có cái ngân sách trị giá là 70 triệu Mỹ Kim để mà thực hiện các cái triệu chuyện nghiên cứu về khoa học lượng tử áp dụng trong thương mại, và sẽ cùng làm việc chung với Hoa Kỳ, Anh Quốc và các đồng minh để có thể thay đổi cái nền kỹ thuật trên toàn cầu. Việc đầu tư này sẽ có thể cứu được cái nền kinh tế trong tương lai và cơ hội cho tất cả các thương nhân của Úc và tạo ra việc làm ở địa phương, và quan trọng hơn hết là giữ an toàn cho nước Úc. Đó là lời phát biểu của Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison, đã đưa ra sau khi loan báo ngân sách này. Và trong cái ước lượng phát triển trong cái đầu tiên về cái khoa học lượng tử dành cho ngành thương mại ở trong đó, thì Úc cho biết rằng là phía Úc có thể chi ra lên tới 4 tỷ Mỹ Kim cho cái giá trị về thương mại điện tử, và sẽ tạo ra khoảng 16.000 việc làm từ đây cho tới năm 2040. Kỹ thuật của khoa học lượng tử được xem là một trong những cái ưu tiên hàng đầu cho các cái giới khoa học của thế giới, đặc biệt là nghiên cứu về điện tử và những cái kỹ thuật mới nhằm thay thế cho cái nền móng kỹ thuật cũ đã có từ lâu nay. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Úc và của quốc tế. Trong khi đó, trở lại phần tin Hoa Kỳ, số lượng di dân bất hợp pháp xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ đã gia tăng 130% so với tháng 10 năm ngoái. Bản tin mới nhất cho biết là 159.000 di dân bất hợp pháp đã băng ngang qua biên giới của Mexico xâm nhập vào Hoa Kỳ riêng trong tháng 10, và được xem là gia tăng 130% so với tháng 10 năm 2020. Theo bản báo cáo mới nhất của một cái tổ chức gọi là Land Border, tức là những người chủ đất ở xung quanh khu vực biên giới, đã được công bố bởi cái cơ quan tuần tra và hải quan biên giới, cho thấy 158.575 di dân bất hợp pháp đã xâm nhập vào biên giới của Hoa Kỳ riêng trong tháng 10, và được xem là cái mức thấp nhất trong kể từ đầu năm tới đây. Tuy nhiên, nó đã gia tăng 69.032 người so với tháng 10 năm 2020. Và theo tường trình của Breitbart News cho biết, thì con số này bao gồm luôn 104.441 những người lớn tuổi và đi một mình, tức là khoảng 75%, 41.487 gia đình, tức là khoảng gia tăng khoảng 795%, và 12.647 những đứa trẻ mà đi không có cha mẹ đi kèm, gia tăng 170%. Và bên cạnh đó thì họ cho biết con số này gồm có 62.572 người là những người quốc tịch Mexico, 21.736 người là quốc tịch Honduras, 19.247 người là quốc tịch Guatemala, 9.757 người là đến từ El Salvador, và 42.263 người là tới những nơi khác ở những quốc gia khác. Đó là bản báo cáo mới nhất của khu vực biên giới, giữa lúc mà chính quyền Joe Biden vẫn tiếp tục chưa đưa ra nỗ lực để ngăn chặn tình trạng di dân bất hợp pháp xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó, thì chính quyền của Joe Biden đã bắt đầu thúc đẩy việc xây dựng các cái trạm chạc điện cho tất cả những nguồn xe điện. Chính quyền của ông Joe Biden sẽ chi ra hàng tỷ Mỹ Kim trong cái ngân sách tái cấu trúc về hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ, trong đó là sẽ xây dựng những cái trạm chạc điện cho tất cả những loại xe điện trên toàn quốc. Và việc này được biết là đã nằm trong cái ngân sách mà ông ta muốn thúc đẩy về khí hậu toàn cầu, giảm đi khí carbon và gia tăng thêm việc làm. Ông Biden ngày thứ tư đã tới viếng thăm hãng General Motors ở tại Detroit, nơi được xem là có công xưởng sản xuất xe điện, và ông đã sử dụng cái cơ hội này cho biết là sẽ chi ra khoảng 7.5 tỷ Mỹ Kim trong cái ngân sách tái cấu trúc Hoa Kỳ để dành cho việc xây dựng các cái trạm chạc điện ở trên toàn quốc để hỗ trợ cho ngành xe điện. Thời gian gần đây thì Hoa Kỳ đã bắt đầu gia tăng rất nhiều những cái hoạt động trong lĩnh vực xe chạy bằng điện thay vì chạy bằng gas, và để cạnh tranh với loại xe điện EV ở tại Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái cuộc thương lượng lớn nhất ông Biden đã tuyên bố sau khi mà ông đã ký cái đạo luật này vào hôm thứ Hai, khi mà nó được thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ. Các thành viên Đảng Cộng hòa, những người đã ủng hộ cho cái đạo luật gọi là infrastructure, tức là đạo luật về tái cấu trúc cái hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ, đã chỉ trích ông Joe Biden là đã quá thiên vị cho cái ngành xe điện, giữa lúc mà người dân Hoa Kỳ vẫn chưa có đủ khả năng để mà xài xe điện và phải dùng tất cả những loại xe chạy xăng dầu truyền thống. Lãnh đạo của khối thiểu số tại Thượng viện là ông Thượng nghị sĩ Mitch McConnell ở trên sàn Thượng viện cho biết rằng là
chính quyền của Joe Biden vẫn chưa có một chiến lược để mà có thể quân bình giữa các cái loại gọi là năng lượng truyền thống và năng lượng sạch, và chúng ta cần có một cái lộ trình này chứ không thể để thiên vị quá nhiều và thúc đẩy quá nhiều một phía và khiến cho một phía bị khủng hoảng. Đó là lời phát biểu của ông McConnell. Ông là một trong 19 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa có mặt trong cái buổi ký kết về cái đạo luật này đã được thông qua, và ông nói rằng và hy vọng rằng là chúng ta vẫn tiếp tục cái bản tin này, bởi vì Phong không biết rằng là tại sao, lý do tại sao mà tự nhiên nó bị đứt giữa chừng. Tuy nhiên thì trở lại với phần tin tức thì đó là bản tin liên quan tới tình hình năng lượng sạch của Hoa Kỳ, và bây giờ Phong bước qua bản tin kế tiếp là Bộ Tài chánh Hoa Kỳ cho rằng là tình trạng lạm phát sẽ trở nên ôn hòa hơn sau khi đại dịch chấm dứt. Tình trạng giá cả tăng cao và lạm phát của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cao cho tới khi nào mà đại dịch chấm dứt. Đó là lời phát biểu của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của xin lỗi quý vị, Thứ trưởng Bộ Tài chánh của Hoa Kỳ là Wally Adeyemo đã cho biết như trên. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn mới nhất với đài truyền hình CNBC thì Hartley Gamble được xem là một trong những người đang có mặt ở tại một cái diễn đàn ở tại Abu Dhabi ngày thứ ba, thì Adeyemo cho biết rằng là Tổng thống Joe Biden đã có rất nhiều những cái quyết định đưa ra nhằm giảm đi tình trạng lạm phát. Tôi nghĩ rằng tổng thống đã làm tất cả mọi việc mà ông ta có thể làm được để chắc chắn rằng chúng ta sẽ có những cái thời sự và những cái lộ trình hàng đầu cho khu vực ở người dân Hoa Kỳ. Và khi mà đại dịch đã chấm dứt, và đại dịch này đã gây tổn thương rất nặng cho người dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên nếu nó chấm dứt thì có nghĩa là thời điểm mà cái tình trạng lạm phát sẽ trở nên ôn hòa hơn. Bất kể tình trạng tiêu thụ đã tăng cao nhất trong vòng 31 năm qua, Bộ Tài chánh vẫn đưa ra những lời tuyên bố cho rằng là phía của chính quyền của Hoa Kỳ cho rằng là phía lạm phát này chỉ là giai đoạn nhất thời, mặc dù rằng là họ vẫn chưa có một chiến lược rõ ràng để giảm đi tình trạng lạm phát. Phía của phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết rằng là tình trạng lạm phát này chỉ là nhất thời và Hoa Kỳ sẽ có một số những cái hoạt động để mà nhằm giảm đi lạm phát. Tuy nhiên thì lạm phát chỉ có thể trở nên ôn hòa và giảm đi nếu như tình trạng này mà tình trạng đại dịch được trở nên gọi là chấm dứt và có thể kiểm soát được dịch bệnh. Trong tháng 3 thì Bộ trưởng Tài chánh của Hoa Kỳ là bà Janet Yellen đã từng nói rằng là có những lo ngại về lạm phát, và trong đó thì ông Joe Biden đã thông qua cái ngân sách 1.900 tỷ Mỹ kim để hỗ trợ cho người dân trong tình trạng gọi là bị tình trạng gọi là bị khó khăn trong đại dịch. Tuy nhiên thì số tiền này chi ra vào giờ đây đã dẫn tới tình trạng lạm phát trên toàn quốc, và điều này đang gây nguy hiểm cho cộng đồng quốc tế và kể cả nền kinh tế của trên toàn cầu. Tuy nhiên thì phía của chính quyền Joe Biden vẫn cố tình trấn an công chúng cho rằng lạm phát chỉ là giai đoạn trong tình trạng cuối trào của đại dịch, và khi đại dịch chấm dứt thì lạm phát sẽ giảm đi. Việc phát biểu của chính quyền ông Joe Biden đưa ra giữa lúc mà giá xăng dầu và giá năng lượng đã trở nên cao nhất trong vòng 7 năm qua. Và ước tính từ đây tới cuối năm có thể giá cả của thùng dầu thô có thể lên tới trên 100 Mỹ kim cho một thùng dầu thô, giữa lúc mà người dân Hoa Kỳ đang đối diện với việc chi trả các cái tiền xăng cho các cái hệ thống xe của họ ở trên toàn quốc cao nhất trong vòng 7 năm qua. Mặc dù đang đưa ra những lời trấn an này, nhưng mà giới đầu tư và công chúng vẫn rất lo ngại tình trạng lạm phát sẽ tác động ảnh hưởng rất nặng nề cho cái mùa mua sắm cuối năm và sau mùa mua sắm cuối năm này trên cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của tình trạng lạm phát ngày hôm nay. Trong khi đó, một cố vấn từng được Tổng thống Trump bổ nhiệm nay đã chính thức trở thành một trong những thành viên trong cái ủy ban bầu cử liên bang. Một người ủy viên đặc trách về quyền dân sự vốn được Tổng thống Trump bổ nhiệm trước đây đã chính thức được bổ nhiệm vào ủy ban cố vấn bầu cử của liên bang, và ông và bà từng là một luật sư của Đảng Cộng hòa, người đã hỗ trợ cho Tổng thống Trump trong cái cuộc bầu cử năm 2020. Bà này có tên là Cleta Mitchell và bà đã được để danh tên ở trong cái hội đồng cố vấn của ủy ban hỗ trợ về bầu cử liên bang.
và hội đồng cố vấn này thì không có quyền chỉ đạo trực tiếp hoặc là thực hiện các. Tuy nhiên, họ có thể đưa ra những đề nghị cho những cái quy tắc để mà tổ chức cuộc bầu cử và của Ủy ban bầu cử, tức là EAC. Và việc mà EAC sẽ phải xác nhận tất cả các cái hệ thống bầu cử ở địa phương cũng như cấp liên bang theo các quy tắc của chính quyền liên bang. Bà Michaud đã được đề cử bởi các thành viên của Đảng Cộng Hòa nằm ở trong cái ủy ban này và đã được đa số các thành viên ở trong Đảng Cộng Hòa chấp thuận. Bà được xem là một người rất là một luật sư của Đảng Cộng Hòa và đã tham gia vào chính quyền của Tổng thống Trump. Và trong đó thì bà đã tham gia vào cái cuộc mà tranh đấu về cái sự minh bạch của cuộc bầu cử tại tiểu bang Georgia, làm việc với lại thư ký tiểu bang của Georgia. Và bà được xem là một trong những nhân vật khá bảo thủ và được xem là được niềm tin tưởng của Tổng thống Trump. Bà đã bắt đầu có những vai trò lớn trong các cái nhóm bảo thủ và trong đó thì bà đã nêu cao rất nhiều những cái câu hỏi liên quan tới tính chất công bình của cuộc bầu cử và các luật lệ bầu cử của nhiều tiểu bang. Tôi rất hân hạnh đã được chọn bởi lưỡng đảng để ủng hộ cho vai trò này ở trong cái ủy ban bầu cử liên bang. Bà Michaud đã gửi ra một cái text message vào hôm nay và ủy ban bầu cử của Hoa Kỳ dành ra riêng cho cái vấn đề gọi là bầu cử thì sẽ có đầy đủ tất cả những 35 thành viên trong cái ủy ban cố vấn này. Và trong đó thì có gồm có của Cộng Hòa và của Đảng Dân Chủ. Và trong đó họ sẽ đưa ra những cái lời khuyến cáo và đặt những câu hỏi liên quan tới những cái quy tắc bầu cử nếu được đưa ra trong ủy ban. Và ban cố vấn này tuy không có chỉ đạo trực tiếp hay là không có hoạch định chính sách, nhưng họ có thể vạch ra những câu hỏi đặt ngược vấn đề hoặc là đưa ra những đề nghị cần thiết để có thể có được những cái cuộc bầu cử công bình hơn trong thời gian sắp tới. Đây được xem là một bí chuyển mới nhất liên quan tới tình hình bầu cử của Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã ngăn chặn việc bổ nhiệm một đại sứ của Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Thượng nghị sĩ tại tiểu bang Florida là ông Marco Rubio trong ngày thứ ba đã giữ lại cái việc mà không đưa ra sàn thượng viện nhân vật mà ông Joe Biden đã đề cử làm đại sứ của Hoa Kỳ tại Trung Quốc là Nicola Burns, mà nói rằng ông này vẫn chưa hiểu được cái tình trạng đe dọa bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nicola Burns đã có một cái công việc khá dài trong việc phục vụ công cộng. Tuy nhiên, việc này cũng không có ảnh hưởng tới cái công việc của ông sắp tới và ông ta thiếu sự hiểu biết về sự đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Marco Rubio đã đưa ra trong một bản statement. Ông được xem là chủ tịch của cái ủy ban chọn lựa của Thượng viện và của ủy ban tình báo của Thượng viện và là một viên chức đặc trách nằm trong ở cái ủy ban đặc trách về đối ngoại của Thượng viện, nói rằng ông Burns đã chưa đưa ra được một cái lời là quan tâm thật sâu sắc và quan tâm chính đáng và có những cái lo ngại đúng mức Trung Quốc. Ông Burns đã được đề cử bởi chính bản thân của tôi, đó là ông Biden đã đưa ra trong cái việc mà ông nói rằng ông ta sẽ có một chính sách tiếp cận với Trung Quốc. Tuy nhiên, chính sách này đã bị đánh giá là khá nhu nhược, đặc biệt là việc mà Trung Quốc tiếp tục vi phạm nhân quyền. Vốn là một nhà ngoại giao lâu năm, ông Burns 65 tuổi đã từng phục vụ vai trò đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên bang tại khối NATO và ở tại Hy Lạp. Ông Rubio cho biết là cuối cùng chúng ta cần phải nhìn rõ là người dân Hoa Kỳ vẫn không muốn có nhiều những cái cuộc tiếp xúc với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì việc này diễn ra vào một tuần lễ sau khi mà thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas, người cũng đã đưa ra hàng chục cái danh sách khác để cho ông Tổng thống Joe Biden chọn. Tuy nhiên thì ông Joe Biden vẫn tiếp tục chọn ông Nicola Burns là một người mà ông ta cho rằng là có khả năng có thể giúp cho phía của Hoa Kỳ có thể có được những cái chính sách cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, đặc biệt là trong vấn đề của Tân Cương và việc diệt chủng tại Tân Cương, việc lạm dụng nhân quyền ở tại Tây Tạng và cướp đi quyền tự trị của người dân Hồng Kông, cũng như có hành động ăn hiếp Đài Loan. Tất cả những hành động này đều cần phải được chấm dứt và vị đại sứ của Hoa Kỳ ở tại Trung Quốc cần phải có một cái lập trường cứng rắn trong vấn đề này. Đó là lời phát biểu của ông Marco Rubio sau khi mà ông ngăn chặn việc mà đưa ra sàn bỏ phiếu và điều trần cho cái việc mà bổ nhiệm ông Nicola Burns vào trong vai trò này. Và chính quyền của Joe Biden cho biết rằng là ông họ đã tập trung 4 điểm ưu tiên trong mối tiếp cận với lại Trung Quốc sau phiên họp với Tập Cận Bình. Đó là lời tiết lộ của Cố vấn An ninh Quốc gia của Joe Biden là Jake Sullivan đã cho biết vào ngày hôm qua. Phát biểu sau 3 giờ rưỡi đồng hồ có cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa ông Joe Biden và Tập Cận Bình,
Ông Sullivan cho biết là tương lai Hoa Kỳ và Trung Quốc có những mối quan hệ được xem là sẽ ưu tiên trong một số vấn đề mà đôi bên cần phải giải quyết sự khác biệt. Tổng thống Joe Biden đã ca ngợi ông Tập Cận Bình và kêu gọi ông Tập Cận Bình là phải có một cái chiến lược ổn định cho tất cả các cuộc đối thoại, đồng thời cũng phải có một cái quy tắc dành cho các nhà lãnh đạo và các viên chức cao cấp của đôi bên có thể sẽ làm việc trên nhiều lĩnh vực bao gồm an ninh, kỹ thuật và ngoại giao. Đó là lời phát biểu của ông Sullivan. Cùng một lượt thì ông Sullivan đã bác bỏ việc mà ông Joe Biden thừa nhận khi mà ông Tập Cận Bình gọi ông Joe Biden là một bằng hữu cũ, và lúc đó thì tòa Bạch Ốc đã bác bỏ cho rằng ông Joe Biden không phải là bằng hữu của Tập Cận Bình. Đây là lời phát biểu của ông phía bộ tòa Bạch Ốc đưa ra ngay sau khi mà Tập Cận Bình đã đưa ra cái lời nói chuyện này, và cuộc gặp gỡ của đôi bên được xem là không có một bản thông cáo chung nào và cũng không đạt được một thỏa thuận chính thức nào trong phiên họp diễn ra vào tối ngày thứ hai, và được xem là cuộc thất bại lớn nhất của chính quyền Joe Biden trong việc thuyết phục Tập Cận Bình tôn trọng cái sân chơi quốc tế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong, đó là tin mà Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có cuộc tập trận chống tìm thủy đỉnh ngay trên Biển Đông. Bản tin mới nhất cho biết là các lực lượng hải quân của Hoa Kỳ và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận chống tìm thủy đỉnh đầu tiên diễn ra ở tại khu vực Biển Đông. Và đây được xem là dấu hiệu mới nhất cho các mối quan hệ thân cận về quân sự. Lực lượng hải quân tự vệ của Nhật Bản cho biết là họ có ít nhất là hai chiếc khu trục hạm là JS Kaga và JS Murasame cùng với lại chiếc submarine, tức là chiếc tìm đỉnh có tên là Oyashio, đã tham gia cùng với lại cái khu trục hạm của Hoa Kỳ là Aegis Rejoicer, cũng như là chiếc khu trục hạm USS Milius và trong ngày thứ ba. Và cuộc tập trận này cũng bao gồm luôn các loại trực thăng tác chiến của Nhật Bản có tên là SS-60J và các cái lực lượng các cái chiếc máy bay được xem là tuần tra của Nhật Bản và của Hoa Kỳ. Tổng cộng 3 chiếc khu trục hạm này đã có cuộc tập trận ở trên Biển Đông vào tuần trước, và phía Nhật Bản cho biết rằng cuộc tập trận này đã nằm ở trên bờ biển của Philippines, và đồng thời cũng đã có một chiếc khu trục hạm của Philippines có tên là BRB Jose Rizzo cũng đã tham gia cuộc tập trận này ngay trên vùng biển ở Subic, ở ngay trước thềm của Philippines. Cuộc tập trận này diễn ra giữa lúc mà Nhật Bản đang gia tăng áp lực với Bắc Kinh trong việc mà Bắc Kinh đã tìm cách gọi là xác định chủ quyền của họ trên Biển Đông. Đây được xem là cuộc đối đầu mới nhất và cuộc tập trận mới nhất trong lúc mà Trung Quốc đang tìm cách gọi là cho rằng phần Biển Đông là của họ. Tuy nhiên thì ở khu vực này đang có sự tranh chấp giữa Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Việt Nam, Brunei và kể cả Đài Loan, và được xem là có một cái cuộc đối đầu lâu dài giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong mấy năm qua. Trung Quốc vẫn tái nhắc lại và cảnh cáo Tokyo không có nên có hành động nào gây ảnh hưởng cho mối quan hệ giữa hai quốc gia, và chỉ trích là Nhật Bản đã bị Hoa Kỳ gọi là gây ảnh hưởng. Tuy nhiên thì phía Nhật cho biết rằng là họ vẫn duy trì cái việc mà bảo đảm an ninh hàng hải và ủng hộ cho cái chiến lược Indo-Pacific của Hoa Kỳ, đồng thời cũng cho biết là vấn đề Đài Loan đã trở thành một trong những vấn đề an ninh quốc phòng của nước Nhật. Trung Quốc đồng thời cũng cho biết họ sẽ tiếp tục hợp tác với Nga để gia tăng áp lực với Hoa Kỳ và đồng minh. Vào tháng trước thì Trung Quốc và Nga đã có một cuộc băng ngang qua eo biển của Nhật Bản và tập trận ngay trên biển Thái Bình Dương. Trong khi đó thì một nghiên cứu gia của Viện Đại học Nghiên cứu về Quân sự ở Singapore có tên là Colin Kho cho biết là việc tập trận chống tìm thủy đỉnh giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản có thể sẽ không gây bất ngờ cho Bắc Kinh, và cái tìm thủy đỉnh của Nhật Bản có tên là Kuroshio đã trước đây đã từng tham gia các cuộc tập trận khi mà đã được đưa xuất hoạt động. Và việc mà tham gia chống tìm thủy đỉnh trên Biển Đông này rõ ràng là phía Nhật Bản đang gia tăng vai trò của họ, trong khi Trung Quốc thì đang tìm cách khẳng định cái chủ quyền của họ trên Biển Đông. Đây là lời nhận định của chuyên gia này. Và lực lượng quân đội của Trung Quốc đã sẵn sàng để tiếp tục các cuộc tập trận nếu như mà phía Hoa Kỳ và Trung Quốc của Nhật Bản tiếp tục có hành động mà Trung Quốc mô tả là khiêu khích đối với lại Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Biển Đông ngày hôm nay. Và hôm nay EU đã bắt đầu duyệt xét lại việc nâng cấp các mối quan hệ với Đài Loan và bàn thảo về việc làm sao quân bình các mối quan hệ của Đài Loan và của Trung Quốc. Liên hiệp Âu Châu đã dừng lại việc mà nâng cấp các mối quan hệ với Đài Loan
trong một dấu hiệu cho thấy rằng có cuộc xung đột trong nội bộ, làm cách nào quân bình các mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc. Trong ngày thứ sáu tuần trước thì phía Brussels đã chuẩn bị công bố một cái chiến lược mới để mà tiếp tục tiếp cận với Đài Loan trong vấn đề kinh tế và mậu dịch, trong đó bao gồm luôn tất cả các cuộc họp giữa đôi bên để thảo luận liên quan tới vấn đề mà nguồn cung cấp về chất bán dẫn trên toàn cầu, cũng như các cái quy định về mậu dịch kinh tế giữa Đài Loan và của Âu Châu. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua thì phía Brussels đã tạm thời ngưng lại cái việc cập nhật này sau khi có một số thành viên trong Nghị viện Âu Châu thân Trung Quốc đã lên tiếng phản đối và yêu cầu phải có sự quân bình mối quan hệ giữa EU và Trung Quốc cũng như mối quan hệ của EU và Đài Loan, và phía một số những thành viên này không muốn rằng phía Âu Châu lại có sự tiếp cận quá gần gũi với lại phía Đài Loan. Ngược lại, đa số thành viên ở trong Nghị viện Âu Châu thì muốn thúc đẩy cái mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Đài Loan, mà họ cho rằng là cần thiết để đối phó với những cái tiềm năng nguy hiểm đến từ Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của khu vực Âu Châu ngày hôm nay. Và đó là cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều cho bản tin này. Và cũng cáo lỗi quý vị, Phong đã reset lại cái network, nhưng mà không biết lý do tại sao mà nó vẫn bị không có đều và hình ảnh hơi bị mờ một chút xíu. Tuy nhiên âm thanh thì Phong nghĩ rằng vẫn còn rõ. Do đó thì nếu như mà quý vị nào mà đã xem cái chương trình mà tin tổng hợp sáng nay thì quý vị làm ơn thông cảm cho, và một lát Phong sẽ cố gắng nhờ người em nối lại các cái video lại một cách chỉnh hơn để cho quý vị có thể xem lại các bản tin thời sự. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và trước khi mà bước qua cái phần đọc comment của quý vị để chúng ta thảo luận thì Phong nhắc lại một lần nữa, ở trên màn hình của Phong đã có địa chỉ, đã có số điện thoại và đã có cái tên của ủy ban vẽ lại bản tranh cử ở California. Và một cái vui là Phong nhận được cái email của cái những người vận động gốc Việt cho biết là mấy ngày nay quý vị đã viết thư vào rất nhiều, và tuy nhiên thì cái số điện thoại mà tôi cho ở trên màn hình thì quý vị đã gọi không được và họ cũng không nhận được điện thoại của quý vị. Do đó họ đã đề nghị đổi một cái số điện thoại khác, và ngay bây giờ trên màn hình của Phong cái số điện thoại hướng dẫn của quý vị đã có rồi. Quý vị có thể gọi vào đó để mà nhờ hướng dẫn làm sao gửi lá thư hoặc là phát biểu trực tiếp ở trong cái ủy ban tranh cử ở California. Và lần này chúng ta phải tranh đấu mạnh mẽ, nhất là các anh em MAGA, bởi vì đây là cái cơ hội rất quan trọng cho chúng ta để có thể chấn chỉnh lại cái khuynh hướng của các chính trị gia ghi danh bên Đảng Cộng Hòa nhưng thường thỏa hiệp với Đảng Dân Chủ. Và chúng ta sẽ có một cái hướng đi rất rõ ràng, một cái lập trường nếu chúng ta là một khối phiếu mạnh và gây ảnh hưởng. Còn nếu như họ chia phiếu của chúng ta ra thì chúng ta sẽ không gây được cái tiếng nói mạnh của chúng ta. Đó là cái điều quan trọng của cái bản vẽ tranh cử này. Và năm nay họ lại cố tình chia cái lý đồ Sài Gòn thành 4 năm lý suy khác nhau làm suy yếu cái khối cử tri của người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Do đó tôi mong rằng tất cả các khán giả ở trên toàn quốc Hoa Kỳ nói chung và tại California nói riêng, làm ơn là quý vị viết thư vào với cái địa chỉ nằm ngay trên màn hình của phòng. Và nếu quý vị cần sự giúp đỡ, muốn phát biểu trực tiếp thì liên lạc với số điện thoại ngay trên màn hình. Và nếu như quý vị gọi mà somehow người ta chưa bắt thì quý vị bấm thét vào và nói rằng tôi tên ABCD và tôi muốn gửi thư hay tôi muốn phát biểu với cái ủy ban vẽ bản tranh cử tại California. Đó là cái thông báo của Phong. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước qua cái phần đọc comment mà Phong nói trước. Bởi vì một lát nữa Phong sẽ cố gắng chỉnh lại cái network của mình làm việc với lại hãng Internet. Do đó thì các bạn chịu khó một chút xíu. Do đó thì có những cái hình ảnh mà nó bị mờ hay là âm thanh hơi bị nhỏ một chút thì quý vị thông cảm cho. Tôi nghĩ là âm thanh ok, bởi vì từ chỗ tôi ra thì âm thanh nó lên rất là đều. Có lẽ là quý vị ở cái nơi nhận của quý vị, cái phone của quý vị hay là cái tivi của quý vị đó, quý vị không mở cái âm thanh lớn lên. Còn cái âm thanh của tôi thì tôi phát ra rất là đều. Riêng hình ảnh thì tôi xác nhận rằng nó hơi bị mờ thật quý vị nha. Rồi. Rồi, phía Trung Quốc có phản ứng gì chưa anh khi vị Hoa Kỳ tập trận với Biển Đông? Em nghĩ mùi thuốc súng rất gần rồi. Tôi nghĩ rằng ngay sau đó, sau khi Hoa Kỳ và Nhật tập trận trên bờ biển bà cái gần vùng vịnh Subic của Philippines, thì tôi nghĩ vài ngày sau đó tới phiên Trung Quốc sẽ phản ứng bằng cách tập trận. Và cuộc tập trận này là chống tìm thủy đỉnh, giữa lúc mà Trung Quốc đang có hàng loạt những cái tìm thủy đỉnh đang được đưa vào hoạt động tại Biển Đông. Thì lần này Hoa Kỳ và Nhật Bản đã có cuộc tập trận chống tìm thủy đỉnh. Rõ ràng là cái trên mặt biển và dưới lòng biển đã có những cái cuộc gọi là đối đầu gay gắt rồi quý vị.
dưới lòng biển là tìm tuyến đỉnh của Trung Quốc hoạt động và tìm tuyến đỉnh của Hoa Kỳ cũng hoạt động ở dưới lòng biển luôn. Và đây là cuộc tập trận ở trên mặt biển, thì có nghĩa là đây được xem là thấy rõ ràng là tình hình của khu vực Biển Đông và khu vực của eo biển Đài Loan vẫn chưa giảm nhiệt, và chưa biết được là sau cái phiên họp này ông Joe Biden thì miệng ông nói là không muốn có tranh chấp quân sự với Trung Quốc, nhưng mà cuối cùng thì chưa biết được, bởi vì ông này thường nói một đàng làm một nẻo. Thứ nhất, thứ hai là ông ta đang bị áp lực rất nặng nề là phải cứng rắn hơn với Cộng sản Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng là sẽ có một số những cái diễn biến mới diễn ra trong thời gian sắp tới nha. Rồi tiếp tục, lực lượng phòng vệ Đài Loan luôn cảnh giác cao độ nhằm đối phó hiện hữu với cướp của thế kỷ 21. Thật sự quý vị, bên phía Đài Loan hệ thống quốc phòng của họ đã set up đầy đủ cái mạng lưới network, mà trong đó chỉ cần có một cái bóng dáng một chiếc máy bay nào của Trung Quốc xuất hiện ở trong cái vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan thì lập tức cái hệ thống báo động gồm có radar, hỏa tiễn nó sẽ nối kết với nhau để nó chuẩn bị. Thứ hai là họ sẽ gửi cái tin đó trực tiếp từ ở trong cái hệ thống phòng thủ gọi là nhận dạng phòng không của Đài Loan đó tới trực tiếp ở Okinawa cho phía Hoa Kỳ và Nhật Bản biết luôn. Do đó thì Trung Quốc có xâm nhập vùng nhận dạng phòng không nhưng mà cũng là đi ra thôi, không có dám có những cái hành động đi hơn mức này, bởi vì họ biết được là cái hệ thống báo động của Đài Loan không chỉ là tới Bộ Quốc phòng Đài Loan mà còn tới Bộ Chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ tại Okinawa và kể cả lực lượng quốc phòng của Nhật Bản luôn. Do đó Trung Quốc không phải dễ gì gọi là có cái hành động liều lĩnh, trừ phi họ không còn chọn lựa và tạo ra một cuộc chiến mới với lại phía của Đài Loan, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái nhìn khác nha quý vị. Rồi, tiếng thì ok, hình ảnh ok, mỗi tiếng hình ảnh bị delay không khớp thì chưa ok, tại vì nó bị cái tình trạng mà cái network như vậy cho nên đôi lúc là cái hình đi trước cái tiếng đi sau nha. Rồi, Nhật Bản và Mỹ đương nhiên là lập đồng minh chống độc tài nhưng thường đảng Dân Chủ vì quyền lợi đầu tiên có thể phải đợi đến cứng rắn của đảng Cộng Hòa, thì cuộc chơi Mỹ-Trung ok, chưa biết được. Mặc dù rằng Joe Biden có cái khuynh hướng nhu nhược với Trung Quốc nhưng mà rõ ràng các thành viên bảo thủ ở trong đảng Dân Chủ họ vẫn muốn thúc đẩy chính sách cứng rắn. Ngược lại thì bên phía diều hâu của Cộng Hòa thì họ sẵn sàng đi tới một cuộc đối đầu quân sự. Thì vẫn chưa biết được, có thể rằng là Joe Biden sẽ không còn chọn lựa nếu như phía Tập Cận Bình thúc đẩy thêm về cái chính sách chủ quyền quốc gia của họ trên Biển Đông và trên eo biển Đài Loan. Tôi nghĩ rằng là lúc đó Joe Biden sẽ không còn chọn lựa quý vị nha. Rồi, cái gì đây, TA là gì, không biết luôn. Trung Quốc tập trận có khi nào đánh thật Đài Loan không, chưa biết được. Những cuộc tập trận của họ tùy theo khu vực ở chỗ nào, và thứ hai nữa mục tiêu của cuộc tập trận này của Trung Quốc thì bây giờ tôi chỉ biết được rằng là bây giờ Trung Quốc đang có những cái cuộc tập trận và những cuộc tập trận này có thể dẫn tới một cái cuộc đối đầu gay gắt giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và các đồng minh ở trên khu vực biển. Tuy nhiên thì cũng không biết được, Trung Quốc lấy giả làm thật. Họ đã nhiều lần xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, có lúc lên tới cả mấy chục chiếc máy bay và họ đi ra. Tức là họ tạo giả làm thật, tạo thật làm giả. Có nhiều khi tập trận họ cũng tấn công thật chứ không phải không đâu. Chưa biết được quý vị, tình hình của khu vực Á Châu Thái Bình Dương được xem là khá nguy hiểm nha. Rồi tiếp tục, Trung Quốc chọn lúc đảng Dân Chủ cầm quyền mới hành động chứ đảng Cộng Hòa cầm quyền thì Trung Quốc lại câm lặng. Cũng có lý. Có nghĩa là Trung Quốc sẽ có hành động với Đài Loan trong lúc mà chính quyền nhu nhược của Joe Biden đang cầm quyền bên đảng Dân Chủ. Bởi vì họ biết là đảng Dân Chủ rất yếu về tính chất đối ngoại. Do đó, họ có thể chọn cái giai đoạn Joe Biden cầm quyền để mở cuộc tấn công. Ngược lại, nếu đảng Cộng Hòa lên chính sách cứng rắn và lập trường rõ ràng của đảng Cộng Hòa thì Trung Quốc rất là ngại. Rất là ngại đụng chạm. Do đó thì cũng có thể, cái ý kiến này rất là hay, là Trung Quốc chọn lúc mà đảng Dân Chủ cầm quyền thì họ có thể là thôn tính một số những cái khu vực mà họ muốn thôn tính. Đó là cái cách của đảng Dân Chủ, cách của Trung Quốc thường làm nha. Rồi, giả sử Đài Loan họ nắm quyền cai trị Trung Hoa đại lục, họ cũng lấn chiếm Biển Đông như Cộng sản Trung Quốc không anh? Giả sử thì quý vị có thể đưa giả sử, nhưng Đài Loan không còn cái giấc mộng này nữa. Lúc lúc mà Tưởng Giới Thạch kéo quân ra lập quốc Đài Loan
thì nhiều tướng lãnh đi theo Tưởng Giới Thạch vẫn còn ôm mộng để quay trở lại thống trị đất nước Trung Hoa và quay trở lại quản trị đất nước Trung Hoa, giành lại quyền với Cộng sản. Thì tôi chưa biết họ sẽ có suy nghĩ như thế nào, nhưng đáng tiếc là tất cả thành phần tướng lãnh này đã qua đời hết rồi. Và bây giờ người dân Đài Loan họ không có một cái nhu cầu gì ở Trung Hoa đại lục hết về quyền lực chính trị. Họ chỉ muốn bảo vệ cái vùng lãnh hải của họ, cái vùng đảo quốc độc lập của họ, và họ muốn khẳng định cái tính chất độc lập của họ thôi. Họ không có nhu cầu gì liên quan tới Trung Quốc hết. Mặc dù trước đây cái đám tướng lãnh theo Tưởng Giới Thạch và kể cả bản thân Tưởng Giới Thạch vẫn mong muốn một ngày nào đó họ trở lại nắm quyền ở Trung Quốc, điều đó khó. Nhưng mà trải qua nhiều thế hệ rồi, những người mà có cái giấc mộng đó đã qua đời hết rồi quý vị. Đã qua đời hết rồi. Do đó thì bây giờ chỉ còn lại là việc mà độc lập của Đài Loan. Tuy nhiên vẫn có một cái sự gọi là đối đầu giữa các đảng ở Đài Loan. Ví dụ như Trung Hoa Quốc dân đảng, họ không phải là không chống cộng sản, nhưng mà họ cũng không muốn gay gắt với cộng sản. Họ muốn duy trì cái hiện trạng y như cũ, họ không muốn có sự thay đổi gì hết. Ngược lại, đảng Dân Chủ cấp tiến ở Đài Loan thì họ muốn là thúc đẩy rõ ràng cái vị thế Đài Loan bây giờ không thể mập mờ được nữa. Một là Đài Loan là một quốc gia độc lập. Hai, Đài Loan nằm trong lãnh thổ của Trung Quốc. Không có tình trạng mập mờ bây giờ nữa. Là quốc gia thì không phải là quốc gia, mà nếu mà nói là lệ thuộc Trung Quốc thì không đúng. Tại vì Đài Loan có nền chính trị riêng, có quân đội riêng, có kinh tế riêng, thì không thể nào mà lệ thuộc Trung Quốc cả. Nhưng mà nếu mà nói độc lập là một đảo quốc độc lập thì phải được thừa nhận trên Liên Hiệp Quốc. Thì cái vai trò không rõ ràng này Đảng Dân Chủ cấp tiến và người Đài Loan đang muốn. Ngược lại Trung Hoa Quốc dân đảng thì họ không muốn thay đổi hiện trạng, họ muốn duy trì cái hiện trạng giống như từ trước tới giờ, không thay đổi, vẫn làm ăn với Trung Quốc, vẫn làm ăn với Hoa Kỳ, nhưng vẫn giữ được cái quyền tự trị riêng của họ ở trên đảo quốc Đài Loan. Thì đó là cái tôi nhìn thấy được từ cái xu thế này nha. Rồi, Hải quân Nhật Bản sử dụng toàn hàng không mẫu mạ mini, toàn trực thăng, vậy thì anh hỏa lực của họ có đến mức nào, có thể cho biết thêm. Thật sự Nhật Bản thì họ có cái hàng không mẫu hạm mini là chỉ dành cho các trực thăng đậu trên đó. Nhật Bản chưa có nhu cầu cho một cái hàng không mẫu hạm lớn, bởi vì cái yếu tố biển của nước Nhật cũng giống như Đài Loan. Thường xuyên có núi lửa, có động đất. Do đó, tôi không nghĩ rằng là Nhật Bản thích hợp để có một cái hàng không mẫu hạm lớn có khả năng là chứa được chiến đấu cơ. Chưa biết trong tương lai, nhưng mà nhìn trên cái địa hình của nước Nhật thì tôi thấy rằng là họ không cần thiết phải có cái hàng không mẫu hạm lớn, chỉ có những cái hàng không mẫu hạm nhỏ hoạt động vừa đủ là đủ rồi. Còn về tiềm lực quân sự của Nhật Bản thì quý vị, Nhật Bản đứng hàng thứ năm trên thế giới về quân sự, mặc dù họ không xen vào những cái cuộc tranh chấp trên thế giới trong nhiều năm nay, nhưng mà tiềm lực quân sự của họ đứng hàng thứ năm trên thế giới. Đài Loan ngày hôm nay trong cái bản báo cáo, trong cái lát nữa, trong bản tin mới nhất á, quý vị có tưởng tượng Đài Loan đã trỗi lên trở thành một cái lực lượng quân sự mạnh không? Một lát nữa tôi sẽ có bản tin chi tiết, tức là Đài Loan bây giờ lực lượng quân sự của họ nếu tính trên con số họ đã vượt bậc rồi đó quý vị. Thì Nhật Bản đứng hàng thứ năm, Nhật Bản đứng hàng thứ năm trên thế giới. Do đó thì lực lượng quân sự của Nhật Bản không dở đâu. Có điều là nếu mà nói hàng không mẫu hạm thì tôi không nghĩ thích hợp. Tiềm thủy đỉnh Nhật phải thiết kế những cái tiềm thủy đỉnh của họ riêng phù hợp với cái một vùng biển của họ, tại ở dưới vùng biển của Nhật Bản núi lửa nhiều, động đất nhiều và sóng thần nhiều. Chính vì vậy mà Nhật Bản họ phải thiết kế những cái chiến hạm, những cái tiềm thủy đỉnh hay là những cái dụng cụ bên hải quân đó một cách thích hợp hơn với cái vùng biển của họ nha. Đó là cái mà tôi nhận định được. Rồi quý vị, do cái tình trạng network ngày hôm nay nó yếu quá đi, mà bây giờ nói tiếp nữa thì tự nhiên quý vị bị mất hứng, cho nên cho phép Phong được dừng ngay chỗ này và Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký vào buổi chiều, và hy vọng là từ đây đến trưa Phong sẽ sửa lại được cái network cho nó mạnh hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.